Cộng đồng mạng sừng sốt, tranh cãi gay gắt khi con gái Phi Nhung quyết làm chuyện không ngờ với cho cốt của mẹ. Dư luận đang chia làm hai phe, tranh cãi vì quyết định của Wendy phạm. Nhiều người vội vàng ngăn cản cô, nhưng cũng không ít người cho rằng đây chỉ đơn giản là làm theo di nguyện của cố ca sĩ. Phi Nhung ra đi đã gần một tháng nhưng những câu chuyện xoay quanh cô vẫn xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội. Ồn ào tiền nong còn chưa thực sự êm xuôi thì dư luận vừa qua lại tranh cãi về quyết định của con gái nữ ca sĩ. Theo đó, Wendy Phạm chia sẻ trong một live stream rằng cô sẽ chỉ để cho cốt của mẹ lại chùa khoảng một năm. Về sau con gái cố ca sĩ sẽ đưa cho cốt Phi Nhung về Việt Nam lần cuối rồi giải xuống biển Hawaii như di nguyện. Mới đầu dư luận tỏ ra xúc động và đồng tình với cách làm này. Theo cách nói của Wendy, Phi Nhung vốn yêu biển và muốn được đi biển. Có thể vì thế mà cô bé muốn mẹ sẽ nằm lại với biển cả, được tự do trôi đi bất cứ đâu mình muốn. Tuy nhiên, giờ đây bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, ra sức ngăn cản Wendy Phạm làm chuyện này. Họ muốn Phi Nhung sau khi mất có một nơi an nghỉ, mọi người có thể đến thăm viếng hàng năm. Group fan của Phi Nhung Mạnh Quỳnh thậm chí còn có cả bài đăng góp ý rất dài gửi đến Wendy Phạm, mong cô thay đổi quyết định. Phi Nhung sống đã bôn ba khắp nơi rồi, giờ mất thì nên để cho chị ấy được an nghỉ tại một nơi. X chấm than, giải cho cốt xuống biển, nghĩ thì ý nghĩa nhưng thực ra không hay đâu, chẳng khác gì muốn chị ấy hồn siêu phách tán không trốn dung thân. Wendy nên mang cho cốt mẹ vào chùa, đừng mang giải đi. Sau này nhớ đến chị, mọi người còn có chỗ mà thăm chứ. Mong Wendy suy nghĩ kỹ, nếu không xây được mộ thì cứ để chị ấy lại chùa, làm ơn đừng đưa cho cốt ra biển giải, tội chị ấy lắm. Hiện tại Wendy Phạm vẫn chưa có phản hồi về vấn đề trên. Trong thời điểm này, con gái Phi Nhung cùng gia đình vẫn đang rất bộn bề công việc, có thể vì vậy mà họ chưa thể suy nghĩ chu toàn tất cả mọi chuyện. Trước đó, trong live stream với trung tâm Thúy Nga, Wendy Phạm cho biết cô sẽ lo lắng cho cả 23 người con nuôi của Phi Nhung tại Việt Nam. Lời tuyên bố này phần nào giúp công chúng an lòng. Cho cốt của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Việt Nam một lần trước khi giải xuống biển theo di nguyện của người quá cố. Wendy Phạm cho biết sẽ thực hiện theo tâm nguyện của mẹ, tầm 1-2 năm nữa sẽ đưa cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung về thăm những nơi thân quen ở Việt Nam. Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12 tháng 10 tại Mỹ, cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung đang được đặt tại tỉnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Đây cũng là nơi sẽ xây dựng trường học Việt ngữ từ quỹ từ thiện của cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm. Con ruột cố ca sĩ Phi Nhung khóc sưng mắt nhắn nhủ, con nhớ mẹ nhiều, con sẽ cố gắng lo cho hai đứa bé và những người em ở Việt Nam. Trong buổi live stream tưởng nhớ cố ca sĩ Bông Điên Điển, con gái ruột đã tiết lộ tâm nguyện đặc biệt của mẹ ruột. Con muốn để mẹ ở chùa khoảng một năm, con biết mẹ không thích ở một nơi và rất thích đi biển. Con cứ nhớ mẹ nói muốn giải ở biển nên tầm 1-2 năm nữa, đến khi con xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến để mọi người bên đó thăm mẹ. Sau đó, con sẽ đưa mẹ đến Hawaii làm lễ giải cho cốt và cho mẹ nằm lại ở đó, Wendy Phạm nghẹn ngào chia sẻ. Con gái cố ca sĩ Sĩ Phi Nhung tiết lộ tâm nguyện của mẹ, hứa hẹn sẽ trở về Việt Nam một lần. Hôm qua, ngày 18 tháng 10 tại Mỹ, con gái và gia đình cố ca sĩ Phi Nhung đã tổ chức lễ cúng thất thứ 3 tại tỉnh xá. Không chỉ thực hiện đúng tâm nguyện về nơi an vị, con gái cố ca sĩ Phi Nhung hứa sẽ tiếp tục hành trình làm thiện nguyện của mẹ. Đồng thời, Wendy Phạm cũng nhận trách nhiệm quan tâm, chăm sóc các em nuôi ở Việt Nam để mẹ được yên lòng ở thế giới bên kia. Tầm 1-2 năm nữa, cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung sẽ có chuyến bay đặc biệt để trở lại Việt Nam. Sau khi cho mẹ thăm quê, con gái cố ca sĩ Phi Nhung sẽ đưa cho cốt cố nghệ sĩ về với biển. Chuyến đi du lịch cuối cùng của cố ca sĩ Phi Nhung trước khi qua đời cũng là ở vùng biển tại Việt Nam. Cộng đồng mạng sừng sốt, tranh cãi gay gắt khi con gái Phi Nhung quyết làm chuyện không ngờ với cho cốt của mẹ. Dư luận đang chia làm hai phe, tranh cãi vì quyết định của Wendy Phạm. Nhiều người vội vàng ngăn cản cô, nhưng cũng không ít người cho rằng đây chỉ đơn giản là làm theo di nguyện của cố ca sĩ. Phi Nhung ra đi đã gần một tháng nhưng những câu chuyện xoay quanh cô vẫn xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội. Ồn ào tiền nong còn chưa thực sự êm xuôi thì dư luận vừa qua lại tranh cãi về quyết định của con gái nữ ca sĩ. Theo đó, Wendy Phạm chia sẻ trong một live stream rằng cô sẽ chỉ để cho cốt của mẹ lại chùa khoảng một năm. Về sau con gái cố ca sĩ sẽ đưa cho cốt Phi Nhung về Việt Nam lần cuối rồi giải xuống biển Hawaii như di nguyện. Mới đầu dư luận tỏ ra xúc động và đồng tình với cách làm này. Theo cách nói của Wendy, Phi Nhung vốn yêu biển và muốn được đi biển. Có thể vì thế mà cô bé muốn mẹ sẽ nằm lại với biển cả, được tự do trôi đi bất cứ đâu mình muốn. Tuy nhiên, giờ đây bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, ra sức ngăn cản Wendy Phạm làm chuyện này. Họ muốn Phi Nhung sau khi mất có một nơi an nghỉ, mọi người có thể đến thăm viếng hàng năm. Group fan của Phi Nhung Mạnh Quỳnh thậm chí còn có cả bài đăng góp ý rất dài gửi đến Wendy Phạm, mong cô thay đổi quyết định. Phi Nhung sống đã bôn ba khắp nơi rồi,
giờ mất thì nên để cho chị ấy được an nghỉ tại một nơi. X chấm than, giải cho cốt xuống biển, nghĩ thì ý nghĩa nhưng thực ra không hay đâu, chẳng khác gì muốn chị ấy hồn siêu phách tán không trốn dung thân. Wendy nên mang cho cốt mẹ vào chùa, đừng mang giải đi. Sau này nhớ đến chị, mọi người còn có chỗ mà thăm chứ. Mong Wendy suy nghĩ kỹ, nếu không xây được mộ thì cứ để chị ấy lại chùa, làm ơn đừng đưa cho cốt ra biển giải, tội chị ấy lắm. Hiện tại Wendy Phạm vẫn chưa có phản hồi về vấn đề trên. Trong thời điểm này, con gái Phi Nhung cùng gia đình vẫn đang rất bộn bề công việc, có thể vì vậy mà họ chưa thể suy nghĩ chu toàn tất cả mọi chuyện. Trước đó, trong Livestream với Trung tâm Thúy Nga, Wendy Phạm cho biết cô sẽ lo lắng cho cả 23 người con nuôi của Phi Nhung tại Việt Nam. Lời tuyên bố này phần nào giúp công chúng an lòng. Cho cốt của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Việt Nam một lần trước khi giải xuống biển theo di nguyện của người quá cố. Wendy Phạm cho biết sẽ thực hiện theo tâm nguyện của mẹ, tầm 1-2 năm nữa sẽ đưa cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung về thăm những nơi thân quen ở Việt Nam. Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12 tháng 10 tại Mỹ, cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung đang được đặt tại tỉnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Đây cũng là nơi sẽ xây dựng trường học Việt ngữ từ quỹ từ thiện của cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm. Con ruột cố ca sĩ Phi Nhung khóc sưng mắt nhắn nhủ, con nhớ mẹ nhiều, con sẽ cố gắng lo cho hai đứa bé và những người em ở Việt Nam. Trong buổi Livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Bông Điên Điển, con gái ruột đã tiết lộ tâm nguyện đặc biệt của mẹ ruột. Con muốn để mẹ ở chùa khoảng một năm, con biết mẹ không thích ở một nơi và rất thích đi biển. Con cứ nhớ mẹ nói muốn giải ở biển nên tầm 1-2 năm nữa, đến khi con xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến để mọi người bên đó thăm mẹ. Sau đó, con sẽ đưa mẹ đến Hawaii làm lễ giải cho cốt và cho mẹ nằm lại ở đó, Wendy Phạm nghẹn ngào chia sẻ. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ tâm nguyện của mẹ, hứa hẹn sẽ trở về Việt Nam một lần. Hôm qua, ngày 18 tháng 10 tại Mỹ, con gái và gia đình cố ca sĩ Phi Nhung đã tổ chức lễ cúng thất thứ 3 tại tỉnh xá. Không chỉ thực hiện đúng tâm nguyện về nơi an vị, con gái cố ca sĩ Phi Nhung hứa sẽ tiếp tục hành trình làm thiện nguyện của mẹ. Đồng thời, Wendy Phạm cũng nhận trách nhiệm quan tâm, chăm sóc các em nuôi ở Việt Nam để mẹ được yên lòng ở thế giới bên kia. Tầm 1-2 năm nữa, cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung sẽ có chuyến bay đặc biệt để trở lại Việt Nam. Sau khi cho mẹ thăm quê, con gái cố ca sĩ Phi Nhung sẽ đưa cho cốt cố nghệ sĩ về với biển. Chuyến đi du lịch cuối cùng của cố ca sĩ Phi Nhung trước khi qua đời cũng là ở vùng biển tại Việt Nam.